Hello mọi người, lại là mình đây. Lần trước mình đã đi thăm chuồng cọp với những chú cọp bất ổn và trải nghiệm đi xe buýt cho hổ ăn. Ngoài ra mình còn được trải nghiệm chụp ảnh nô đùa với những chú hươu nai một cách trực tiếp mà không bị bất kỳ rào cản nào. Rất là thích luôn nha. Lần này mình sẽ đi đâu đây ta? Xin giới thiệu với mọi người vương quốc của những con vật láo lếu nhất hệ mặt trời. Nhìn tụi nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mấy đứa này hơi bị mất nết, ham ăn, hung dữ, cục xúc luôn đó nha. Cho nó ăn nhẹ nhàng từ tốn mà nó cướp giật trên tay mình luôn. Trời ơi, con mắm thúi này cho nó ăn mà nó chạy kìa. Cho mày nè, mà thôi ăn nhiều rồi, để tao qua trùng vét tao cho mấy con kia ăn với. Nhìn ngất đó hả? Cũng cái nó giật đồ của người khác nữa, đồ quỷ sứ à. Được, còn coi trong lòng mình chứ. Sao bị nhốt lên tình tại vậy? Bất ngờ chuông bà già, hé luôn bà già. Rồi, hiểu sao bị nhốt một mình một chuồng luôn rồi đó. Cũng vừa lắm. Chó. Chấp nữa chứ, chỗ này chấp. Thôi đi chỗ khác đi, mấy con khỉ này bất ổn quá. Đố mọi người con này là con gì? Mình thì cũng là lần đầu tiên gặp mấy con này luôn đó. Nghe nói con này là con mang rừng, hay còn gọi là hoảng rừng. Nó cũng có họ hàng với mấy con hươu nữa. Con mình đang quay là con đực. Nó có cặp sừng thì mọi người thấy không? Mà sừng nó có điểm đặc biệt là sừng mọc lông luôn nha. Thôi bây giờ mình qua thăm dê nha. Trước tiên phải đi mua một ít đồ ăn để dụ dỗ tụi nó cái đã chứ. Một ly đậu đũa đầy ấp như vậy là 10.000 nha mọi người. Mà vô, mà vô. Bu lại kìa. Ủa mới cho người ta ăn có 2 miếng mà đụng đẩy rồi ba. Coi người ta cho ăn nè. Ăn bí đỏ không chị? Con này nó ăn bí đỏ. Ăn rẻ hả chị? Đây chị. Mà công nhận ở đây nuôi dê cũng nhiều ha. Mà mấy con dê này cũng thân thiện, chứ không có ngáo đá như mấy con khỉ bên kia. Mà tụi này ăn cũng dữ lắm nha, cứ còn cho là còn ăn thôi à. Đi nhà dưới yên, dưới yên, dưới yên. Con dê kiểu cô là trời cho ăn có mấy miếng mà hành người ta quá trời hành luôn. Cô ác quá không vậy bà già? Chờ lại lát nữa đi cho chuồng khác. Tội nghiệp thằng nhỏ, đã lông lá che hết con mắt rồi, không có thấy đường rồi, mà còn bị hành nữa chứ. Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà. Mà thôi, có ăn là được rồi. Liêm sĩ gì tầm này hai dê ha. Con dê kiểu tao nhớ mặt mày rồi đó nha. Mình tính là quay cái em này nè, tại vì em mới xem nó có chút xíu là cute lắm. Mà thấy bạn này phấn khích quá nên cho em lên hình luôn. Thôi giờ mình qua khu vực dành cho thú dữ nha. Nhìn bự vậy là biết dữ rồi ha. Ủa mà sao nó cứ đi mấy bước rồi lại đứng lên, nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm cái gì vậy ta? Có ai biết nó đang bị gì không vậy mọi người? Chuẩn bị này nha, đứng lên, đứng lên. Đó, thấy chưa? Cứ vậy á. Mấy đứa này khó hiểu ghê á. Ủa lộn, này là con gấu mà, đâu phải là con bình bông nhà mình đâu. Hèn gì, kêu hoài mà không thấy quay qua nhìn mặn cái cho tao vui gì hết á. Nhưng mà nói thiệt là mình thấy nó cũng hơi hơi giống con bình bông nhà mình đó. Bình bông phiên bản to đùng, bình bông pha ke. Chẳng y như con bông luôn. Mà nãy giờ mình nhắc con bông hơi nhiều. Không biết hơi thắc mắc con bông nhà mình nó như thế nào không ta. Để mình cho mọi người xem con bông nhà mình nha. Tắm bông. Tắm. Tắm là chạy liền. Như kêu tắm mà nó chạy. Tắm không bông? Đó, con bông nhà mình nó vậy á. Đen thui à, mà được cái hơi ngáo. Ủa rồi con này nó bị gì ta? Ấy nó cũng ngáo luôn à. Mấy con thú trong đây nó cứ bất ổn kiểu gì ha. Lạ ghê á. Con ngựa bằng. Nãy đi ngang chuồng ngựa bằng, thấy con này nó đứng yên à. Trời ơi, y chang cái tượng luôn á. Không thấy nó di chuyển là mình tưởng nó là cái tượng của con ngựa bằng không á mọi người. Ủa rồi đang làm gì vậy? À, như đang gãy ngứa. Mấy con thú trong đây cứ bị khó hiểu kiểu gì ha. Nó lạ lắm. Wow.
thương con ngựa vàng. Con hà mã. Con hà mã tiếng Anh là gì? Hippo. Con hà mã nước bự qua đang uống nước kìa. Hà mã đang làm gì kìa rồi? Anh ăn cỏ. Ăn cỏ. Còn con này đang làm gì? Đang uống nước. Wow. Con rùa. Con rùa bự không? Bự quá. Rồi. 100 tuổi. Khổng lồ. Khổng lồ được hả? Rồi. Con rùa ăn cỏ. Ngon không? Ngon quá. Út làm cho rùa nó ăn lá. Rùa ăn lá. Rùa ăn lá. Đừng. Nó thối đâu. Nó ngửi mùi không ổn không ơi. Ờ, thấy hàm răng của nó rồi. Hồi cá coi. Cá coi. Đẹp quá Út ơi. Cá màu gì á? Màu đỏ. Màu gì nữa? Màu vàng. Gì nữa? Màu trắng. Cá này cá gì? Water. Cá gì? Cá nước. Cá coi. Cá coi. Rất là mắc tiền. Không có đồ ăn á. Ai cho ăn kìa. Ôi kìa. Ai 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 cắn cái tay kìa. Vậy we'll be right back.